Chào mọi người, hôm nay mình đã chia sẻ thêm một món bún chay. Đặc biệt thì phần nước dùng bún á, ngon ngọt tự nhiên từ rau củ. Và món bún chay này phù hợp để mình ăn sáng hoặc mình ăn những bữa chính. Nguyên liệu thì rất là dễ tìm và dễ mua, cho ra món bún chay vừa ngon, đóng hỏi và ăn kèm với các loại rau sống. Đây là tất cả nguyên liệu thì mình có nấm gơm. Và nấm bào ngư thì mình sử dụng cây dừa, 2 trái cà chua, 1 củ sắn, vài cây sả. Mình dùng thêm là khóm với củ cải trắng, bắp. Tất cả rau củ với nấm á, mình dùng 1 kg. Còn đậu hũ thì mình sử dụng là 100 g, 2 miếng chả chay, 2 thìa canh nước mắm chay, 1 thìa canh đường và hạt nêm chay. Mình dùng 2 thìa canh, dầu màu điều. Còn bún thì mình dùng 400 g, các loại rau ăn kèm như là bắp chuối bào, giá với rau muống bào, rau thơm và ngò gai. Củ cải trắng thì mình cắt ra miếng to để hầm lấy nước ngọt. Bắp thì mình cũng cắt ra miếng to rồi. Đến phần củ sắn thì cũng vậy. Thì các bạn thích các loại rau củ nào mình có thể thêm vô để mình hầm làm cái phần nước ngọt. Đây là khóm, mình sẽ xắt mỏng ra nha các bạn. Sả thì mình đập dập xắt khúc và bằm nhuyễn. Cà chua bỏ phần hạt, rồi mình xắt hạt lựu với xắt muối cao. Mình để cái phần rau củ vô trong nồi để hầm lấy nước ngọt. Mình thêm phần nước vô và mình hầm rau củ đến khi nào ra hết nước ngọt là được nha các bạn. Trong thời gian hầm rau củ ra nước ngọt thì mình sẽ đi gọt cái phần nấm gơm, nấm bào ngư, gọt chỗ nào đen không ngon, rồi cũng ngâm với nước muối là 10 phút cho nấm sạch. Ngâm xong á, mình rửa nhiều lần với nước sạch rồi để gáo. Trong lúc mà hầm rau củ ra nước ngọt, nếu mà có phần bọt á, thì mình sẽ hớt hết cái phần bọt này. Và mình bắt cái chảo lên để dầu màu điều vô, để phần sả băm, sả khúc vô rồi xào cho cái phần sả săn và thơm. Sả giờ cũng săn và thơm rồi, thì mình để cà chua với khóm vô. Mình cũng xào cái phần cà chua với khóm cho săn lên á. Và mình thêm vô đây dầu màu điều á, để cho cái phần nước dùng bún á, có cái màu được đẹp. Thì các bạn thích cái màu nhiều hơn á, mình có thể thêm dầu màu điều thêm nha. Và mình cũng để phần nấm gơm với nấm bào ngư vô. Mình xào cho các loại nấm cũng vừa chín tới, để cho nấm giữ được độ ngọt và ngon. Mình thêm vô phần hạt nêm chay với đường và một ít nước mắm để cho phần nấm được thơm. Rồi mình cũng xào đều cho phần gia vị tan đều. Các loại nấm thì giờ cũng vừa chín tới rồi. Phần rau củ thì nãy giờ mình hầm á, cũng ra hết nước ngọt. Thì mình sẽ gấp cái phần củ cải trắng với củ sắn ra. Còn bắp á, thì mình sẽ chừa lại nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ cái phần nấm với các loại rau củ mà nãy mình có xào trước á, mình để vô. Mình nấu cho sôi lên. Rồi để cà chua sắc muối cao vô. Nêm hạt nêm chay với đường và nước mắm chay. Về phần gia vị thì các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình mình nha.
Và ở đây mình nêm á thì còn thiếu cái vị mặn nên mình sẽ thêm cái hạt nêm chay vô. Rồi mình cũng để phần đậu hũ viên vô. Và chả chay, chả chay á, thì mình sẽ xắt mỏng ra. Thì các bạn có thể thay thế phần chả chay này như lá tàu hũ kỳ rồi mình chiên á. Mình thêm vô đây là nửa miếng chanh. Tại vì trong cà chua với khóm cũng có cái vị chua rồi, nên mình thêm cái lượng chanh ít á. Các bạn thích chua nhiều thì mình có thể thêm phần chanh hoặc là me vô nha. Giờ mình nêm tất cả thì cũng vừa ăn rồi, mình sẽ để ngò gai với rau thơm vô. Và phần nước dùng bún của mình thì giờ mình nấu gì là được rồi, đã chín rồi. Nêm nếm gia vị thì cũng đã vừa ăn rồi á. Đây là phần bún thì mình đã trụng rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ để ít miếng chả chay lên. Với đậu hũ. Giờ mình cũng để các loại nấm, cà chua, khóm vô, mỗi thứ một ít á. Và rau á, rồi mình chan cái phần nước dùng bún. Mình chan vô trong lúc còn nóng gì ăn sẽ ngon á. Và món bún chay thì mình cũng vừa làm xong, ăn kèm với bắp chuối bào, giá, rau muống bào và rau thơm. Đặc biệt thì phần nước dùng bún ngon ngọt tự nhiên từ các loại rau củ nha các bạn. Thì món bún chay này mình dùng để ăn sáng, rất ngon lại thanh đạm. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.